Vâng, về được một em CD gọi là siêu chất luôn các bác nhé này, này hàng rất là đẹp đấy con <laughs> này thì em thử cái đĩa của nó thì nó đã còn đọc nhá tuy nhiên là em cũng nói luôn là tất cả các mắt này của nó nhé các bác nhé là nó họ đã dùng lâu no rồi có thể là nó sẽ đọc lúc này nhưng lúc khác nó lại không đọc đó. Cho nên là về các bác dùng được đến đâu thì dùng Hoặc là chạy được thì chạy Còn sau đó thì mình nên thay mắt nhé Cái mắt này nó cũng giống như cái dây cua loa thôi là Đều phải thay nhé, các bác ra thợ người ta thay cho cái được ngay Còn nếu mà các bác biết mua Thì các bác có thể lên Shopee đặt về nó khoảng tầm từ 70, 50, 70 nghìn hoặc là 100 nghìn Tùy thuộc vào từng cái chất lượng mắt nhé Đấy, nó khoảng tầm 100 trăm nghìn đổ lại thì các bác có thể thay được nhé các bác nhé. còn nếu các bác ra ngoài thì người ta lấy thêm công của nó khoảng tầm 200 hoặc hai rưỡi. đấy một chiếc mắt này nhé. đấy rồi đây à, em đấy em thử này. Đấy. Đấy. thì con này nó vẫn gọi là còn quay đây nhá. còn quay còn đọc. nút gì nó đọc nút lại không đọc. đây này mắt của nó là là, là, là sẽ kém đi rồi đấy các bạn nha. đó. mắt đã kém rồi về khả năng phải thay mắt đấy nha đó. về khả năng phải thay mắt đó. đó. hoặc khả năng do đĩa gì đấy nha nói thì đấy em cứ bán xả thanh lý cho các bác thôi nhá bán xả thanh lý cho các bác thôi thì uh... <laughs> bọn này ngày xưa đắt lắm, bọn này ngày xưa toàn một triệu hai đến một triệu rưỡi một cái thôi. À, nhưng mà bây giờ thì các à, bác nhìn này, Đấy, vỉ mạch nó như thế này, tiếng của nó rất là hay các bác nhá, tiếng của nó rất hay những cái dòng mà uh, thớt CD rời này, con này của nó là rơi khoảng tầm 20 mươi nhá, à, khoảng tầm 20. Những cái dòng mà thớt CD rời này tiếng của nó hay hơn gấp mấy lần so với những dòng kiểu cục dàn CD của cục dàn ấy. tiếng bọn này siêu hay luôn. Các bác nhìn cái vỉ mặt, vỉ mạch của nó này nhá, vỉ dưới này của nó đã đầy áp rồi, nhưng mà lại còn vỉ trên này nữa của nó này đấy nó như thế cơ mà Đó. cho nên là tiếng của nó rất là hay nghe của nó thì cực kỳ sướng luôn đấy bác nào mà thiếu cd thì có thể mua những cái này về xong rồi thay mắt nha các bác nhé. đấy nếu các bác dùng luôn được thì dùng còn à, không dùng được thì mình thay cái mắt đi các bạn nhé. đấy nó không đáng bao tiền cả đâu em <laughs> mắt thì kiểu gì một thời gian cũng phải thay đấy rồi à, con này thì em bán cho các bác là của nó là chín trăm rưỡi nhá 900 rưỡi Mà thôi con này em để cho bác 700 rưỡi đi 700 rưỡi nhá Bác nào uh, lấy thì alo ngay cho em Số điện thoại của em là 0966 594 581 À, uh, địa chỉ là 57 phố Nguyễn Hoàng phường Mỹ Đình 2 quận Nam Từ Liêm Hà Nội. Cảm ơn em xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bác vào video clip tiếp theo của em.